Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam VNTPA đã tổ chức sự kiện triển lãm và thu hút đầu tư VNTPA Investment Expo 2024 với sự tham dự của nhiều tỉnh thành phố, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua sự kiện, các địa phương và các nhà đầu tư đã có thể kết nối được với nhau và cùng nhau tiến xa hơn, đặc biệt là với trang web của VNTPA đăng tải dự án mới nhất nằm trong quy hoạch của 63 tỉnh thành. Đây đã trở thành nền tảng thuận tiện và hữu hiệu cho các tỉnh thành quảng bá tiềm năng đầu tư của mình và giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng trong việc tìm kiếm, so sánh, lựa chọn cơ hội đầu tư ngay từ văn phòng hay nhà riêng của mình. Nhà đầu tư chỉ cần một cú lích chuột là có thể tìm hiểu thông tin cơ hội đầu tư tại một địa phương, một ngành nghề như khu công nghiệp, sản xuất, du lịch, nhà ở xã hội ở Việt Nam, định vị tới tận địa điểm dự án. Chỉ trong 9 tháng kể từ khi giới thiệu trang dự án, đã có hơn 200.000 lượt truy cập từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kết nối được nhiều nhà đầu tư quan tâm tới các địa phương.